Sau lúc thời gian sau mà anh cởi đai là chị Thu phải trông con rồi. Không kiếm mấy, kiếm một người chồng, kiếm một người chồng nữa. Tuyển một em nào mà kết cỡ ấy thì là chấp nhận chồng. Chỉ là chồng con, chỉ ăn việc chồng thôi. Thi thoảng cho anh, bé đêm mà. Làm việc nhau, làm việc nhà. Đây. Làm gì có chuyện thay phiên nữa. Đã kiêm là phải làm hết đấy. Nhưng Kháng ngày xưa là phải lấy thêm vợ nữa đúng không? Đừng có chuyện gì nữa. Thật ra về cơ bản thì anh em khá ảnh nó đoàn kết mà. Chắc chỉ đau vì sao mọi người đâu có cái vấn đề gì đâu. Cái rượu của Vinh đang uống ngon nhỉ? Thế bảo Vinh mua về uống tiếp. Uống rồi. Đừng mất, Vinh quay trộm em. Dương anh bận mà, cũng trong cái thời gian anh Dương đi rất nhiều việc. Về đâm ra là anh ấy xử. Anh vừa về bao ngày, bây giờ anh phải tập trung công việc của anh đấy thì mọi người cứ hỏi anh đang tình. Mới là Dương đang đi thăm người yêu ở Quảng Ninh mà. Người yêu Dương dỗi Dương. Hôm trước ăn cỗ nhà chỉnh xong Dương phải về Quảng Ninh luôn. Cách nhà anh chỉnh mỗi cánh đồng hôm họ biết chạy qua xin kiểu anh. Tuần qua live mệt quá ăn mì với đông trùng. Có bạn mì không? Đang muối kẻ xem. Nói chung họ yếu bạn ạ, live trên đâu nó lâu nó bị mất hết năng lượng. Hết năng lượng. Chào tất cả anh em nhá. Sập TikTok đây anh ạ. Chào Hoàng Quân nhá, chào mọi người nhá. Khi làm mà các anh live stream là anh phải ngồi kể chuyện. Nhưng mà phải một không gian nó phải yên tĩnh thì mình mới kể được. Còn ồn nó không mà kể được chuyện luôn. Không mà nói được gì luôn. Lúc mà em ngồi là phải yên tĩnh hết. Mưa to. Mưa. Anh này là hai anh em trong gia đình các ảnh. Đây trong ảnh anh em này, xem ảnh bên trên này. Đấy. Anh cởi với anh Giang. Đây những cái người mà theo dõi từ ngày xưa mới biết được. Những người mà yêu mà hay theo dõi từ ngày xưa ấy mới biết được. Tuấn ngoài, ngoài kinh là thiên anh gió đúng không? Gió. Chào mọi người nhá. Nếu nói thì cái đề tài nghiên cứu của mình với anh gió là khác nhau. Đề tài khác nhau nhưng mà cái mục đích là giống nhau. Mục đích là đều hướng con người tới cái chân thiện mỹ. Chân thì là chân lý, thiện thì là lương thiện, mỹ là hoàn mỹ. Thì tuy nhiên cái đề tài nghiên cứu khác nhau cho nên nó sẽ không giống nhau một tí. Anh gió là nghiên cứu về đạo với nho của Khổng Tử với Lão Tử á. Mình hai nghiên cứu về năng lượng và tần số rung động. Thì những cái gì mà anh gió nói là cách đây 15 năm trước là hay, nó cực kỳ hay, nhưng bây giờ mà nói thì nó không hay nữa, tại nó bị lệch trời ấy. Ngày xưa thì còn hay, nhưng tuy nhiên là cái mục đích là giống nhau. Mỗi thời điểm người ta phải dùng một cái ngôn từ khác nhau thì mới động lòng người được. Bây giờ mà cứ nói là hình hài cha mẹ ban, trí khôn đời dạy, đó lo tự mình là điều gì cũng bị chửi ngay, là đạo lý ngay, tại vì nó nói chán rồi. Chứ bây giờ phải nói những thứ gì nó nâng cấp một tí nữa. Chào Minh Lương nhá. Ông lại tăng này.